trí, thể thao. Từ một thập kỷ qua, Qatar trở thành nơi thu hút thế giới bóng đá chỉ vì có Cúp Thế giới 2022. Cầu thủ, huấn luyện viên từ khắp nơi nối tiếp nhau đến chơi ở các câu lạc bộ trong giải vô địch quốc gia của Vương quốc dầu lửa. Giờ đây, khi Cúp bóng đá thế giới đang tới gần, người ta bắt đầu đặt câu hỏi sau World Cup 2022, liệu khi đó bóng đá có còn tiếp tục được coi như là quyền lực mềm của Qatar nữa hay không? Tạp chí thể thao hôm nay xin giới thiệu một phóng sự của Farid Ashash thuộc chương trình thể thao RFI Pháp ngữ. Bán đảo Qatar bắt đầu thu hút nhiều cầu thủ, huấn luyện viên nước ngoài nổi tiếng từ tháng 12 năm 2010 khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bất ngờ trao quyền tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2022 cho vương quốc dầu mỏ nhỏ bé, chỉ có khoảng 2,5 triệu dân sống trên một diện tích đất 11.500 km2 mà phần lớn là sa mạc. Từ đó đến nay đã có hàng chục cầu thủ ngoại quốc tìm đến bán đảo vùng vịnh Ả Rập, nổi tiếng với những công trình nhà chọc trời cùng với những hợp đồng làm ăn béo bở. Rafael Ramazzotti, cầu thủ người Brazil đang chơi trong câu lạc bộ Muay Thai SC ở giải hạng 2 của Qatar, cho RFI biết. Trong câu lạc bộ của tôi có một cựu cầu thủ của Liverpool, một của Olympic de Marseille, một đến từ giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS và một cầu thủ quốc tế người Ghana. Sau Gibraltar, tôi đã có cơ hội để ký hợp đồng tại Dubai hoặc Qatar. Nhưng hợp đồng với Qatar hấp dẫn hơn nhiều về mặt tài chính. Gần đây, danh thủ người Colombia James Rodriguez thông báo tạm ngừng sự nghiệp quốc tế ở tuổi 30. Năm 2020, anh đã đến đầu quân cho câu lạc bộ Everton của Anh sau 6 năm chơi bóng ở Real Madrid. Ngay lập tức, người Qatar đã đón chào danh thủ này để lấy tiếng cho giải vô địch quốc gia mà đến giờ vẫn ít được biết đến ở bên ngoài nước. Doha cũng đã từng thu hút được nhiều ngôi sao cũ của làng bóng châu Âu về đầu quân cho các câu lạc bộ của Qatar. Trước khi về lãnh đạo FC Barcelona, cựu danh thủ quốc tế xứ Catalonia Xavi đã có nhiều năm là cầu thủ rồi huấn luyện viên ở Qatar. Một số người Tây Ban Nha nổi đình đám khác là Pep Guardiola đã từng đầu quân cho câu lạc bộ Al-Ahli Doha từ năm 2003 đến 2005, hay cầu thủ Raul của Real Madrid năm 2012 đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Al-Sadd. Một nhân vật khác cũng rất nổi tiếng là Laurent Blanc, 56 tuổi, nhà vô địch thế giới 1998 và vô địch châu Âu 2000, cũng đã quyết định tìm kiếm những trải nghiệm cuối cùng của sự nghiệp huấn luyện viên của mình ở Qatar sau những năm dẫn dắt câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, vì không mang lại kết quả như mong đợi, câu lạc bộ này đã sa thải huấn luyện viên người Pháp hồi tháng 2 vừa qua. Ông Akram Ben Kaïd, nhà báo của tạp chí Pháp Môn Diplomatique, giải thích với RFI. Đối cho đất nước, giờ đây nếu Qatar xử lý để không gây tranh cãi quá về Cúp Thế giới, tức là các nhà lãnh đạo thành công trong việc làm bình thường hóa hình ảnh của đất nước, thì mối quan tâm của Qatar vẫn là tiếp tục gây dựng quyền lực mềm qua thể thao, nhất là bóng đá. Nhưng cũng cần phải nói là các tổ chức chính phủ như Human Rights Watch hay Amnesty International đã chỉ trích gay gắt các vấn đề nhân quyền ở Qatar ngay khi các công trường xây dựng chuẩn bị cho Cúp Thế giới 2022 khởi công. Chúng ta vẫn còn nhớ hồi năm 2017, Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc, Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Ai Cập đã đồng loạt thực hiện lệnh cấm vận kinh tế và ngoại giao với Qatar vì lý do vương quốc này quá thân với Iran. Nhà báo Akram Ben Kaïd giải thích. Vào lúc diễn ra cấm vận, nhiều nước phương Tây đã lên tiếng bảo vệ Qatar, đó là nhờ quyền lực mềm của người Qatar. Thương vụ mua câu lạc bộ Paris Saint-Germain vẫn là chiếc tủ kính đẹp cho Qatar. Tại phòng khách ở sân vận động Parc des Princes, người ta đã đón tiếp những nhân vật rất có ảnh hưởng. Không chỉ là chơi sang, Paris Saint-Germain là công cụ quan hệ với bên ngoài rất tốt cho chính quyền Qatar. Điều này cũng giống như đối với tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở câu lạc bộ Manchester City bên nước Anh từ năm 2008. Nhưng trên thực địa ở Qatar, bóng đá phát triển như thế nào? Mùa bóng 2018-2019, người Pháp Christian Gourcuff đã trở lại sau 15 năm từng làm huấn luyện viên ở Qatar. Ông Gourcuff cho biết. Không có ai trên sân vận động, trừ khi đội tuyển quốc gia thi đấu. Trong giải vô địch quốc gia mới thật kỳ lạ, chúng tôi chơi bóng trước 30 người. Các trận đấu được truyền hình, mọi người đều ở nhà xem vì trời nóng. Cúp Thế giới là một chiến dịch truyền thông rộng lớn cho Qatar. Tôi tự hỏi sau đó, rồi tất cả những chuyện như vậy, rồi được gì? Chỉ là giả tạo, tôi không thấy có viễn cảnh nào cả. Ở Qatar có nhiều người nhập cư hy vọng có được tấm hộ chiếu Qatar bằng cách thành công trong bóng đá. Đó là một trong những động cơ của nhiều thanh niên nhập cư. Họ hy vọng có được những ưu đãi của xã hội Qatar khi được nhập quốc tịch. Khoảng 80% dân số Qatar hiện là người nước ngoài. Hàng nghìn người lao động nhập cư chủ yếu là người giúp việc gia đình hay công nhân xây dựng.
vẫn không thể nào có được những ưu đãi như người Qatar. Việc nhập quốc tịch ở những nước Ả Rập vùng vịnh là rất hãn hữu. Con đường trở thành công dân của các nước này vẫn còn rất xa. Tiếp tục chương trình về với sân cỏ bóng đá châu Âu, vòng tứ kết Champions League của UEFA mùa giải 2021-2022 đã khép lại trong tuần với những trận cầu đầy hấp dẫn và kịch tính. Kết quả, vòng bán kết sẽ có cuộc đối đầu giữa hai làng bóng Anh Premier League và Tây Ban Nha La Liga cùng với các đại diện là những tên tuổi lừng lẫy ở sân cỏ châu Âu. Đã có những thất vọng của những người hùng như đương kim vô địch Chelsea hay một Bayern Munich ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này. Tham gia chương trình tạp chí thể thao hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận. Nếu chúng ta nhìn chung ở cái vòng knockout của cái Champions League mùa này đó, thì nó thật là thú vị. Khi mà nó vào cái vòng mà tứ kết đó, thì lúc bấy giờ là vẫn còn 3 cái đội bóng của Premier League, 3 đội bóng của La Liga, tức là họ chiếm cái tỷ trọng đa số. Một đội bóng của Bundesliga là Bayern Munich, một trong những tên tuổi lớn. Và một cái điều đặc biệt nữa là một đội bóng không phải nằm trong những cái giải lớn, Benfica. Đầu tiên hết để chúng ta thấy là rõ ràng là ưu thế nó nằm ở hai cái giải lớn, tức là Premier League và La Liga. Cho nên khi mà bước vào đến bán kết là cuộc đối đầu còn lại chỉ có của Premier League và La Liga thì không có gì là ngạc nhiên khi họ có cái tỷ trọng với những cái đội bóng nhiều và là cũng là những đội bóng hàng đầu của hai cái giải này. Tuy nhiên ở tứ kết đó, nhất là cái lượt về cho chúng ta thấy rằng là đó là những cái trận đấu hay xứng đáng giữ cái danh hiệu là Champions League. Chúng ta nói về những cái trận tứ kết căng thẳng nhất là những trận lượt về đó, thì có lẽ là người hâm mộ họ sẽ có những cái bất ngờ. Cái bất ngờ lớn nhất là khi mà Villarreal loại Bayern Munich, một trong những ứng cử viên của cái chức vô địch của Champions League mùa này. Ở trận lượt đi trên sân nhà, Villarreal đã tạo được cái lợi thế, tức là có một cái bàn thắng. Nhưng mà chắc có là nhiều người không nghĩ rằng là ở cái trận lượt về mà Bayern Munich không thể san bằng cái tỷ số đó và để họ có thể bước vào vòng bán kết. Cái việc mà tàu ngầm vàng đó đã loại được Bayern Munich thì rõ ràng họ có thực lực. Đó cũng là một trong những cái thú vị bất ngờ. Và chúng ta điểm lại thì thấy là Villarreal ở cái mùa trước họ đã giành cái cúp UEFA League. Và mùa này khi mà họ xứng đáng có mặt tại trong cái trận bán kết. Nếu như xem lại để thấy rằng là Villarreal họ rất là chắc chắn trong cái việc mà đi từ cái vòng ngoài vào đến bán kết. Cái trận tứ kết thứ hai mà cái lượt về mà đáng nói đó, tức là cái trận giữa Chelsea và Real Madrid. Rõ ràng là Real đã tạo cái lợi thế quá lớn khi họ thắng Chelsea trên sân của họ với cái tỷ số cách biệt là 1-3 và cái hat-trick là đều do Benzema ghi cả. Nhưng mà cái trận lượt về thì Chelsea đã cho chúng ta thấy rằng là họ đầy bản lĩnh, họ đầy khả năng và đã ghi đến 3 bàn. Như vậy là vượt lên dẫn luôn. Ở phút 15 thì Mao đã ghi một bàn, rồi là Rodriguez là ghi bàn ở phút 51, rồi Werner ghi phút 75. Chưa nói rằng là có những cái tình huống có một bàn thắng không được công nhận bởi VAR, thì rõ ràng rằng là Chelsea cũng có một cái triển vọng trước Real Madrid, nhưng 75 phút đầu họ làm đến chuyện thì 15 phút cuối cùng họ lại để là Rodrigo ở phút 80 gỡ một bàn, rồi Benzema phút 96 kết thúc với tỷ số như vậy và cuối cùng là Chelsea đương kim vô địch đã bị loại. Thì điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng rằng là hai cái trận đấu này là hai trận đấu mà đã dẫn đến cái kết cục ở bán kết. Manchester City đang dẫn đầu của Premier League sẽ gặp Real Madrid và Liverpool, một trong những vua đấu cúp, sẽ gặp Villarreal, để xem coi Villarreal đã có khả năng loại được Premier League thì có thể loại được Liverpool hay không. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia với chương trình. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.